Hello, hello, và Đức Vũ xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA. Lời đầu tiên xin cầu chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư quý vị và các bạn, mình mới trở về từ Tampa, Florida. Thì thời tiết hôm nay ở đây nó rất là lạnh, thật sự là rất là lạnh. Bên kia ấm, bên đây lạnh các bạn ha, dưới 40 độ, ba mấy độ. Mà sorry quý vị bạn, hôm nay mình không có mang cái microphone, nhưng mà cái điều quan trọng là cái microphone nó có cái jack cắm, mình lại quên mang cái jack cắm. Nếu mà tiếng nó hơi nhỏ thì quý vị các bạn thông cảm. Thì hôm nay mình lên mình cập nhật một vài tin tức về thứ nhất bầu cử các bạn ha. Thì bầu cử rồi, ngày hôm qua thì Donald Trump đã tuyên bố là sẽ ra ứng cử tổng thống. Đó là cái tin mà mọi người thấy rằng là khi mà ông tuyên bố ở Florida, Mar-a-Lago, thì cũng là cái câu khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó là cái câu của ông. Thì rất là nhiều người các bạn ha, hàng ngàn người tới cái khu dinh thự rồi câu lạc bộ của ông để nghe cái buổi đó. Thì có nhiều câu cũng hay các bạn ha. Ông là tất nhiên trong cái nội dung thì ông nói là chính quyền Biden 2 năm vừa rồi đã làm cho nước Mỹ đi xuống, rồi phê phán chính quyền hiện tại, nói chung là những cái liên quan đến kinh tế, rồi liên quan đến nhiều thứ thì ông cũng đã nói rồi. Nói chung là có những người thì rất là vui khi Trump quay trở lại, còn có những người thì không vui. Thì đó là cái câu chuyện liên quan đến chính trị các bạn ha, đó là câu chuyện mà liên quan đến đến chính trị. Thì mọi người cái này tin này thì ai cũng biết rồi các bạn ha. Thì Biden cũng có lên tiếng, nhưng mà thôi cái chuyện đó liên quan thì mình sẽ cập nhật cho quý vị các bạn thôi. Cái thứ hai là thượng viện thì vô tay của dân chủ đúng không ạ? Hạ viện thì hôm qua mình coi thì nó là 116 118 thì ok, thì hôm qua mình thấy 118 với 16, giờ mình coi lại thử coi bao nhiêu quý vị các bạn ha. Thì nhiều khi nó phải có con số chính xác, có nhiều bạn khó tính đúng không ha. Bây giờ mình vô mình coi thử. Thì rồi hạ viện là 217 rồi, còn một nữa thôi. Thì hồi trước như là mình dự báo các bạn, hạ viện chắc chắn là thuộc về Cộng hòa rồi, còn thượng viện thì mình nói xong rồi các bạn ha. Còn một nhiều cái tranh chấp, nhiều cái thứ nữa. Thì đó là cập nhật về đây. Thứ hai, cái vấn đề thứ hai thì mình nói về thất nghiệp. Thì các bạn thấy rằng hàng loạt các cái công ty về công nghệ, đã dự đoán là sa thải nhân viên. Thì sau Twitter sa thải một nửa là 3,7, rồi sau đó là Meta, công ty mẹ của Facebook, họ bắt đầu mới họ thông báo là sẽ sa thải khoảng 11.000 nhân viên đúng không. Rồi có một nhiều người bạn gọi điện cho mình: ở Đức Vũ ơi, ông làm ở Amazon bây giờ nó sa thải, nó sắp sửa có kế hoạch sa thải 10.000. Thì 10.000 đó bạn chủ yếu là ở cái bộ phận mà liên quan đến phần mềm về Alexa, rồi nhân sự, rồi thì còn những cái khu vực mà liên quan đến cái chuỗi cung ứng của nó thì nó sẽ không có lay off đâu các bạn ha. Thì đó cũng là yên tâm, bởi vì các bạn thấy rằng á, cái mùa này là cái mùa mà nó đang tuyển dụng vô nhiều hơn các cái nhân viên làm seasonal, có nghĩa là bắt tham cho cái khu này, và cũng có nhiều nhân viên tuyển mới ở các cái khu vực liên quan đến warehouse hoặc là và tháng này các bạn, ví dụ mình định xin nghỉ tháng này không được các bạn. Tháng 11, tháng 12 là cái tháng mà khó rất là xin nghỉ, và bắt đầu từ cuối tháng 11 là nó bắt buộc mình phải đi làm thêm overtime một ngày nữa các bạn ha. Ví dụ như mình làm từ thứ ba tới thứ sáu thì nó bắt làm thêm ngày thứ bảy, ai làm từ thứ tư đến thứ bảy thì nó bắt làm ngày chủ nhật đó. Thì mình thấy có những công ty, có những cái bộ phận, có những cái khu vực thì họ làm. Thì hiện tại các cái dự án thì nói là qua cái bầu cử này thì bây giờ 2 năm nữa với cái ông Biden thì tình hình kinh tế nó sẽ khó khăn, và đặc biệt là người ta dự báo nó cũng có thể là recession, có nghĩa là
khủng hoảng kinh tế ở Mỹ. Và khi khủng hoảng thì mình sẽ chuẩn bị cái gì? Thì giống như lần trước mình chia sẻ các bạn, điều đầu tiên, cái thứ nhất, bây giờ mình hãy đầu tư vào công việc. Tại sao mình nói đầu tư vào công việc? Thứ nhất là mình sửa lại cái CV của mình. Và ngày hôm nay mình cũng sẽ làm với quý vị bạn, mình mới vừa sửa cái CV hồi sáng nay xong. Thì sửa cái CV á, sửa cái CV thì để trong trường hợp mà mình bị mất việc thì mình có thể apply nó ngay tức khắc, và mình có thể kiếm được một công việc khác. Và mình sửa cái CV thì mình có thể bổ sung thêm một số cái, và mình coi những cái sổ, cái nguồn trên LinkedIn, trên Index hoặc là trên tất cả những cái thứ, để có thể mình tìm kiếm công việc mà nó phù hợp với cái nhu cầu của mình, ở tiểu bang của mình, ở khu vực của mình. Thì đó là cái thứ nhất mà mình làm. Cái thứ hai là nên làm thêm một cái công việc phụ, công việc phụ, bất kỳ công việc nào các bạn muốn làm thêm, ví dụ như là lái Uber thì có được hay không, hoặc là làm một cái công việc nào đó mà nó vào cuối tuần, hoặc là những cái công việc mà khác, thì để trong trường hợp mà cái công việc chính, hoặc là bạn có thể làm bán hàng hoặc làm cái gì đó cũng được, miễn làm sao mình có thêm một công việc nữa. Và công việc nữa, nếu trong trường hợp công việc chính của mình bị lay off, bạn vẫn có thể có một công việc phụ và vẫn có thể thu nhập. Cái đó là cái thứ hai mà mình thấy. Cái thứ ba là hãy nhanh chóng bổ sung vào cho mình cái quỹ khẩn cấp của bạn. Quỹ khẩn cấp là cái emergency fund. Mà emergency fund thì mình đã chia sẻ với quý vị bạn rồi. Emergency fund đó là cái mà rất là quan trọng. Nếu trong trường hợp chúng ta bị mất việc thì chúng ta vẫn có thể cầm cự từ 3 đến 6 tháng trong thời gian đó. Trong thời gian đó thì chúng ta sao bạn? Trong thời gian đó thì chúng ta có thể xin việc làm, và chúng ta có thể đủ cái khả năng để chúng ta trang trải trong cuộc sống. Thì cái đó là cái quan trọng. Cái thứ tư, thứ tư đó là ngoài cái emergency fund thì các bạn phải nhanh chóng trả nợ. Nếu các bạn có nợ thì các bạn hãy trả nợ. Bởi vì nếu mà quý vị trả xong nợ từ thẻ tín dụng, hoặc là nợ những cái nợ gì đó các bạn đang có, student loan hoặc tất cả những thứ gì đó mình đang trả, hoặc là mình có thể trong cái thời gian mà mình thất nghiệp thì mình có thể nói họ giãn cái nợ ra cho mình, tùy theo. Đó là một cái mà mình cũng thấy quan trọng, đúng không? Quan trọng mà nợ. Cái cuối cùng mà mình thấy mà cần phải làm trong cái thời điểm mà này, nó có thể, bởi vì nó có thể recession bất kỳ lúc nào, mình cũng không biết, đúng không ạ? Thì có thể là mấy tháng, có thể là một năm, thì mình hãy có một cái khoản tiền mặt trong cái thời gian đó. Trong thời gian này mình phải nhanh chóng, các bạn hãy nhanh chóng build được cái khoản tiền mặt, thì giống như là emergency fund. Và đừng cái đó là cái mình thấy quan trọng nhất, các bạn ạ, quan trọng nhất. Ngoài ra nó còn nhiều thứ khác nữa các bạn, nhưng mà đây là những là năm cái thứ chính mà mình thấy là chúng ta cần phải làm, cần phải làm trong cái thời điểm mà nó recession này các bạn. Tại nhiều khi á, như mình nói đó, có nhiều khi bây giờ lãi suất cao, có thể mua nhà, mà trong cái thời mà mình đã mua nhà rồi, nhiều khi mình mất việc, và nhiều khi cái rủi ro là nếu có gia đình hai vợ chồng cũng mất việc thì ra đường ở nó rất là nhiều. Thì để xem tình hình nó sắp tới nó như thế nào thì mình sẽ cập nhật tiếp cho tất cả quý vị và các bạn. Thì đây là những cái điều mà mình thấy là nên làm trong cái thời điểm mà đang khó khăn như thế này. Đương nhiên nó còn chi tiết như thế nào nữa. Và một cái điều chắc là thứ sáu mình thấy rằng là chúng ta coi lại các khoản chi tiêu của chúng ta, các bạn, spending, chúng ta hãy giảm những khoản chi tiêu, và nếu chúng ta giảm được càng nhiều thì nó sẽ càng tốt. Giảm ở đây là không phải là quá mức với mức, các bạn, những cái mà không có quan trọng chúng ta hãy nói chung là hãy giảm nó đi, thì đó là cái mà Đức Vũ muốn chia sẻ đến tất cả quý vị các bạn. Ok, một cái video nhanh quý vị bạn ha, bởi vì mình không có thời gian nhiều, nhưng mà hy vọng nó cũng sẽ giúp ích cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và cầu chúc cho những điều tốt lành nhất đến cho tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, bye bye.